Trấn Thành tiếp bước Phan Anh Ngọc Trinh tuyên bố quyên góp số tiền khủng. Nam MC đã bắt đầu đứng lên kêu gọi ủng hộ và tự mình quyên góp số tiền khủng. Hòa chung không khí cả nước hướng về miền Trung, nơi cơn lũ đang hoành hành gây ra thiệt hại lớn về người và của. Các sao Việt cũng đã ào ạt quyên góp, tổ chức chuyến từ thiện về tận vùng rốn lũ để cứu các dân nghèo. Sau bước tiên phong của MC Phan Anh, những cái tên chăm chỉ hoạt động thiện nguyện như Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà cũng đã bắt đầu có những hành động thiết thực. Ngọc Trinh cũng vừa gây bất ngờ khi chuyển 150 triệu đồng, một số tiền khá lớn để chung tay góp sức với Phan Anh. Và mới đây nhất, MC Trấn Thành đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng fan hâm mộ trên trang cá nhân của mình về việc đóng góp tiền bạc, của cải trong chuyến từ thiện sắp tới về miền Trung. Nam MC còn cho biết rất khâm phục những người như MC Phan Anh, anh Đại Nghĩa, MC Kim Thanh, Đài FM đã và đang vận động hết mình để giúp đỡ. Bởi thế nên chính anh cũng hành động, họ đã làm và Thành cũng sẽ cùng các bạn làm. Kế hoạch là cần một quỹ sẽ giúp bà con miền Trung quần áo lương thực đóng gói, nước uống sạch và một ít tiền mặt cho mỗi hộ gia đình ở đó luôn. Tất cả tiền quyên góp được, Thành sẽ bóp lên cho các bạn xem hết, hoàn toàn công khai và minh bạch. Anh khẳng định rằng sẽ đích thân mang quà đến tận tay người dân gặp nạn. Trấn Thành sẽ cùng với ekip của mình và cả fan club Trấn Thành trao nữa, tận tay tận chân xuống tận nơi để giúp đỡ cho họ. Cho nên các bạn yên tâm là tiền các bạn gửi cho tài khoản này của Thành sẽ đến tay họ 100% nhé. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng công khai số tiền mình đóng góp ban đầu cho quỹ từ thiện này. Riêng Sình sẽ tự bỏ ra tài khoản của mình 100 triệu đồng để tiên phong, rất mong các bạn góp sức. Lời kêu gọi của nam MC nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng. Chắc chắn với tên tuổi và sức ảnh hưởng của Trấn Thành sẽ giúp quỹ từ thiện sẽ nhận được nhiều sự đóng góp hơn. Mỗi người một ít, nhiều cũng được, ít cũng được. Vì một người góp ít mà kêu gọi được nhiều người góp thì nó vẫn sẽ là nhiều. Thành tin như vậy. Hiện tại miền Trung đang cần nhiều và nhiều hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp và thiết thực như thế này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.